Em đi Costco ở khu Wesley Chapel để mình coi coi này này có sale gì không ha. Chỗ này thì gần nguyên gần cái mall Outlet Mall, tham bại Outlet Mall. Yeah, đây là Costco gần mall. Sorry, sorry. Ở đây bán nhiều loại tivi lắm ha. À, mấy cái football tag thì đang sale. Đang bớt khoảng 10-15 đồng. Đây các thuốc. Này sofa cũng bán cũng nhiều đây. Đây là giường cho bé nằm ha. Hai người giường đôi cho hai người nằm. Desk, computer desk. Khu điện tử. Đây họ cũng bán đồ mùa đông rồi đó. Ở đây thì cũng tháng này cũng không có lạnh mấy. Nhiệt độ bây giờ ở ngoài khoảng chừng 60, mà trưa nay có thể lên tới gần 80 đó. Tháng này rất là lý tưởng ở Tham Bà các bạn. Giờ họ đang bắt đầu bán những đồ ở ngoài ngoài patio deck.
Đây là những cây kiểng bonsai trồng trong nhà. À, hôm nay họ có bán những cây cúc, cúc để trưng Tết nữa ha các bạn ha, 12 đồng một cây. Có luôn cái bao lì xì luôn. Còn 2 tuần nữa là còn có 1 tuần nữa Tết Việt Nam rồi. Chỗ này thì họ đang bán đồ seafood. Tôm hùm thì bao nhiêu một phao? 24 đồng một phao. Bút dĩ này thì 80 đồng. Tô một dĩ thì 21 đồng. Đây là những hàng rau quả. Cái trái trái này họ bán bao nhiêu? 13 đồng 99 cho những trái thế này. Hôm nay mình đi kiếm cái bình bình gas ở nhà mình hết gas rồi, để coi nó có bán không. Coi đâu đó. Yeah, mình thấy đây bán một bình 65 đồng. Bình này chỉ là bình không, mà bình này có luôn cái đồ đo còn bao nhiêu gas nữa ha, cũng hay ghê. Và những xe đạp bằng xe đạp điện bằng pin, có pin luôn. Costco họ hay bán mấy đồ tủ lạnh, tivi rồi mấy giặt máy sấy của mấy cái hiệu tốt không ha các bạn. Mình thích mua đồ ở đây là vì cái bảo hành nó cũng tốt mà giá cũng rẻ. Những cái tivi này thì có giá là 4.000 đồng KitchenAid. Tủ 2 ngăn luôn. Bếp ga. Đây là hiệu GE. Cái bếp điện thì quá là đẹp luôn. Giá 1.400. Hiệu GE. Là hiệu của LG. Máy giặt máy sấy luôn mới. À, tủ lạnh này quá trời đẹp luôn.
lạnh này giá 3.600 đồng, 3.649. Có thể nhìn phía phía trong luôn ha. Quá trời rộng luôn. Đá nó ra dạng dạng tròn như này các bạn. Quá đẹp luôn. Có 2.000 ở dưới nữa.